Với đôi má hồng cùng vẻ ngoài nhỏ nhắn, mủ đen có nghĩa là con lợn nhảy trong tiếng Thái, đã khiến người dùng mạng xã hội tại Thái Lan phát cuồng. Sức ảnh hưởng của cô hà mã đáng yêu này còn đang vượt xa ngoài phạm vi không gian mạng, tạo nên sự bùng nổ đáng kinh ngạc trong một số lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ ở Thái Lan. Một tiệm bánh có tên là Vetmon Cafe tại Bangkok đang hút khách với một loạt các loại bánh tạo hình hà mã mủ đen. Anh Chalit Kunsari, chủ sở hữu của Vetmon Cafe, người hàng ngày tỉ mỉ làm thủ công từng chiếc bánh hình hà mã cho biết, mọi ý tưởng về các mẫu bánh mới đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của khách hàng. Sau khi đăng tải những chiếc bánh hình hà mã phủ sô-cô-la nhân kem bơ lên mạng xã hội, mẫu bánh này đã nhanh chóng thu hút được 6-7 triệu lượt tương tác, khiến lượng đơn đặt hàng của tiệm bánh tăng đột biến. Kể từ khi chúng tôi bắt đầu làm bánh mủ đen, chúng tôi thậm chí còn không có thời gian để ngủ vì bận làm bánh mỗi ngày. Nó đã giúp chúng tôi kiếm được hàng trăm nghìn bạt chỉ trong 10 ngày. Thị trường đồ chơi nghệ thuật Blind Box, hộp mù hay hộp bí ẩn của Thái Lan cũng nhanh chóng bắt theo xu hướng mủ đen. Nghệ sĩ đồ chơi nghệ thuật Urachai Mataki chia sẻ. Hà mã lùn mủ đen xuất hiện ở khắp mọi nơi trên mạng xã hội, từ Facebook, Instagram cho đến TikTok. Bạn có thể thấy nó ở khắp mọi nơi. Tôi cảm thấy như mình đang bị mủ đen thôi miên. Đó là lý do tại sao tôi muốn tạo ra phiên bản hà mã con của riêng mình. Vì vậy, tôi đã nảy ra ý tưởng tạo ra một chiếc hộp bí ẩn về nó, bởi tôi hiểu xu hướng đồ chơi nghệ thuật ở Thái Lan thực sự đang rất phổ biến. Tôi đã làm nó để mọi người thử vận may của mình, và tôi đặt tên nó là Mujum. Mujum, phiên bản đồ chơi nghệ thuật hình hà mã của nghệ sĩ Urachai, được in bằng máy in 3D trước khi được sơn, hoàn thiện chi tiết và đóng gói trong hộp kín. Kể từ khi sản phẩm được ra mắt trên mạng xã hội, lượng đơn đặt hàng tăng vọt lên đến hơn 1.000 đơn. Thông thường để sản xuất 1.000 hộp bí ẩn như vậy phải mất khoảng một tháng, nhưng khi xu hướng mủ đen thịnh hành, lượng đơn đặt hàng tăng vọt và hiện chỉ mất 2-3 ngày để sản xuất ra 1.000 chiếc hộp bí ẩn. Sức hấp dẫn lan truyền của mủ đen không chỉ dừng lại ở sản phẩm bánh ngọt và đồ chơi, sự nổi tiếng nhanh chóng của cô nàng hà mã bé bỏng này còn truyền cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khác như mỹ phẩm và thời trang, thu hút sự chú ý của các tập đoàn lớn trên toàn cầu. Những thành viên trong gia đình của hà mã mủ đen bỗng chốc cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Được biết, hà mã mủ đen được sinh ra cùng với hai anh chị em hà mã khác. Bà của mủ đen, hà mã có tên là Mali, vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 59 của mình và hiện là con hà mã lớn tuổi nhất ở Thái Lan.